Tâm Phát TV xin kính chào tất cả quý bà con. Rất vui được gặp lại quý bà con cô bác mình trong cái video mới nhất ngày hôm nay. Trước sức ép dữ dội của dư luận, bé Bành thì lê dè, bé mới lên một cái đường live. Mà trong cái đường live stream đó, bé lên bé nấu những cái chuyện, em nói thật với quý bà con, vô cùng khủng văn khiếp. Và chúng ta nghe xong là chúng ta móc họng ra mà ói luôn. Trời đất ơi, đến nỗi mà ông sạc đó, ông ngầu sát bên ông nghe, trời đất ơi, nhỏ này nay bị gì trời, chắc nó bị ảo tưởng và nó bị ảo giác rồi, đưa nó vô bệnh viện gấp, dữ dội lắm quý bà con. Ngay bây giờ em sẽ thuật lại cái đường live stream của bé Ve cho quý bà con cô bác mình nha. Thì em cũng rất mong quý bà con mình hết sức thông cảm giùm em, tại vì nó live ở trên cái kênh YouTube của nó. Mà bây giờ nếu như em lấy những cái đoạn video hoặc là em lấy về cái âm thanh á, thì nó quốc bản quyền em, là coi như cái kênh em nó xong luôn quý bà con mình, thông cảm giùm em nghe. Rồi em thuật lại cho quý bà con. Mà giờ em xin phép em thuật lại những cái ý chính thôi, rồi chúng ta cùng nhau phân tích. Tại vì nó like một cái một tiếng rưỡi đồng hồ, ông nội em không có ai mà ngồi ở không mà nghe hết. Nó nói như vậy nè quý bà con. Bé Ve kể, mà nhìn mặt bé Ve buồn lắm. Bé Ve kể trong mà kiểu dạng như muốn rưng rưng nước mắt. Hôm qua em nằm mơ nghe quý bà con. Ôi ôi, em thấy em đi vô một cái con hẻm á, mà cái con hẻm đó là đặc biệt nó nhỏ nha. Em vô cái tự nhiên em thấy xa xa có một nguyên một cái nhà. Bắt đầu em đi vô trong nhà đó, em mới nhìn ngước nhìn xung quanh. Chu cha ơi, em thấy nào là những cái hình mà tổ thờ tổ nghiệp á. Rồi em mới giật mình, em mới quay qua em nhìn. Ủa sao hình cậu Năm mình đây ta? Trời đất ơi bé Ve. Lúc đó tự nhiên cái bé Ve tỉnh dậy, bé Ve mới giật mình vậy, bé Ve mới nói là kiểu dạng như trong đường la nha quý bà con. Thấy chưa, trời ơi, tổ nghiệp còn thương em nó, tổ nghiệp kiểu như muốn em mà kêu theo nghề. Ồ, em nhìn hình cậu em mà nước mắt em rưng rưng. Trời đất ơi, ông nội lúc đó em đang mít đặt cái quý bà con, em nghe xong làm cái út luôn. Ôi bé Ve nằm mơ thấy cậu nữa ông nội ơi. Ừ, quý bà con mình còn nhớ cái lúc á, mà bé Ve hồi năm trước nha, hồi năm mà Ve cũng đi qua từ bên Việt Nam mà qua bên Pháp Ve hát á, Ve cũng nằm mơ thấy cậu luôn. Ừ, Ve nói là Ve đi máy bay, Ve cũng nằm mơ thấy cậu. Vài bữa nó Ve đi tàu ngầm là bảo đảm quý bà con thấy cậu nữa. Nó trời ơi, trời ơi, em nói thật quý bà con, tội nghiệp bé Ve ghê không, gì cũng thấy cậu hết trơn. Trời ơi, mà ông 7 giờ bị chủ nhà trọ đuổi thì nó không nằm mơ thấy cậu. Thấy thương á quý bà con ha. Mà chưa hết đâu, bé Ve còn nói những cái điều này mà em nói thật với quý bà con mình vô cùng khủng khiếp. Bé Ve cho rằng trên, ở trên đường live bé Ve nói tiếp nha. Bé Ve nói bé Ve không có làm gì sai trơn trội á, mà sao mọi người cứ vô công kích bé Ve hoài. Em nói thật với đây đây, giờ em thuật lại cái lời nói của Ve cho quý bà con nghe nha. À, mọi người có bao giờ mà tiếp xúc với cậu em bao giờ chưa? Trời ơi, em nè, em là cái người mà kêu bằng tiếp xúc với cậu nè. À, em biết em và em cảm nhận được cậu lúc nào cũng thương em trơn trội. Ừ. Mà mọi người nói em mà không thương cậu, rồi cậu không thương em không chịu. Trời ơi là trời, muôn đời ngàn đời sau này đi chăng nữa, cậu Năm vẫn là anh ruột của nghệ sĩ ưu ám bà Hồng Bào với ông Tiểu Văn Bảy Báo. Không có cái điều đó không thể nào thay thế được. Và em nói thật luôn nghe, em thương cậu em mà đến thật là còn hơi thở cuối cùng em cũng thương nó. Ông nội trời ơi, em nói thật với quý bà con, không ai cho phép em đi ấy cái đi gẹm dơm nói tiếp quý bà con ơi. Ôi ôi, đến bây giờ mà Ve vẫn còn nghĩ là mình đúng quý bà con. Làm như hồi hôm này Ve uống ba cái nước gì mà nó có cồn á, bắt đầu Ve ảo tưởng, Ve ảo giác, Ve phê, Ve lên đỉnh. Trời đất ơi ông nội ơi, em nói thật với quý bà con á, nếu mà quý bà con cô bác nào coi cái đường live đó, em bảo đảm luôn, quý bà con mình tức mà đến nỗi mà muốn đập điện thoại luôn. Nữa tội nghiệp cái điện thoại thì chứ, bị đập hoài mà không sợ. Trời ơi trời, đến bây giờ mà con Ve đó, nó vẫn cho là tổ nghiệp đang thương nó, và nó vẫn còn nằm mơ thấy cậu. Và nó tuyên bố, nó nói nó không có sai, nó nói là mọi người á, kiểu như nó thách thức, nó nói là có bao giờ mọi người tiếp xúc với cậu chưa, mà mọi người á, là nói cậu không thương em, rồi nói em làm sai này kia này nọ lỏ chai. Em có dành, ừ em đâu có dành. Trời ơi trời, nó thiệt, nó đã thiệt. Ủa thấy thương gì đâu. Ủa trời, đây nè Ve,
để anh Tâm phát nói cho em nghe nè. Trời đất ơi, vé còn nhỏ hả quý bà con? Bây giờ em hỏi quý bà con mình như thế này. Đâu phải người ta cần, đâu phải người ta tiếp xúc người ta mới biết, đúng không? Nó cho rằng á, nó tiếp xúc với cậu á là nó cảm nhận được cái tình thương cậu dành cho nó. Thì tất nhiên thôi, trong gia đình thì giờ tao nói mày nghe vậy nè nha. Thương thì thương, nhưng mà cũng phải có mức độ chứ. Trời đất ơi, nghĩ sao mà giờ cậu cháu mà nó đòi kêu bằng thương, được thương nhiều hơn con hả? Ở đâu ra bà nội? Bà bị ảo tưởng, ảo giác hả? Em nói quý bà con mình đồng tình không? Trời đất ơi, trên đời này nếu mà ai mà người cha mà khẳng định ừ tao thương cháu tao hơn thương con à, là cái người cha đó coi như xong luôn. Đúng không quý bà con? Trời đất ơi, ý nó nói là lúc nào cậu cũng thương nó. Mày cứ bị khùng, mày vừa vừa thôi. Trời đất ơi, ừ kêu ông sạc, ông đưa vô bệnh viện lẻ đi. Trời ơi, nó ảo tưởng biết mà bây giờ kiểu như nó bị lú á quý bà con. Nó bị lú, ăn cơm khám xú, khám lợn, biết bị lú. Nó không thể nào mà nó nhận biết được đâu là con và đâu là cháu. Trời ơi trời, nó về nó ở đó chỉ có 2 năm thôi. Ở nhà cậu Năm á, mà nó cứ nghĩ rằng nó ở 80 năm á. Mà nó cho rằng nó cảm nhận được cậu. Rồi không lẽ giờ mày sát bên cậu, rồi không lẽ cậu không chửi mày, rồi không lẽ giờ cậu Năm đuổi mày đi ra chỗ khác. Trời ơi quý bà con mình không tin, để ý coi lại những cái video mà nó quay á. Ông nội ta nói cậu Năm ngồi đâu, ở đầu nó sáp lại. Nó sáp lại, nó làm cái giọng nó thấy mắc bực, nó nịnh mà nó thật với quý bà con ra mặt luôn á. Cậu Bảy đó sao không thương đi, đúng không? Cậu Bảy đó sao không thương đi? Trời đất ơi trời, mình nói nghe, hồi mình muốn đập cái điện thoại mình luôn á quý bà con. Đến bây giờ mà nó cho rằng nó không hề sai nha. Nó nói là nó đang làm đúng, nó đi cái con đường đúng chứ nó không có sai. Ừ, tội nghiệp lắm, không có sai. Không có sai á, mà bà Sáu xì bào á, bà quất lần 35 tờ đơn không à. Ừ, không có sai. Và cho mình lúc nào á cũng nói đạo lý, lý lẽ. Nó cho gặn vợ mọi chuyện á, sự thật hết trơn rồi. Được á thì thôi, không được á thì cũng không sao. Ủa chứ giờ mày không được mày làm gì người ta, đúng không? Mày đặc xạo mà em nói thật với quý bà con vậy đó. Mà trời ơi, tao nói nhiều cái fan mà những người mà kêu một fan đó, bê dê số 1, em coi bình luận nha. Bê dê mãi đỉnh, bê dê ơi em gán lên đi. Mọi người luôn ủng hộ ai, ủng hộ em. Tại đất ơi, tôi không biết ai ủng hộ nó. Nhiều khi những cái nick đó là những cái nick ảo của nó, nhào vô tự bình luận, tự khen mình luôn. Trời ơi là trời, em nói thật với quý bà con mình coi đi, quý bà con mình sẽ biết. Em không thể nào mà ngờ đến tận bây giờ mà ở trong tâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ, đầu óc của nó vẫn còn nghĩ mình không sai. Mình luôn đúng. Đúng rồi, nó đúng mà. Nó đúng quá mà bây giờ nó được cái gì quý bà con? À quên, nó còn nói khúc vậy nè. Nó nói là kiểu như em hát thì nói chung hôm đó em hơi mệt tí xíu, chứ em nói thật với quý bà con, em hát vẫn bình thường mà. Thì giờ ca sĩ, nghệ sĩ mà, có người thương người ghét chứ. Mà làm ca sĩ là cũng như làm dâu trăm họ vậy đó. Thì ai thương thì em ủng hộ. Ủa vậy, ai thương thì cứ ủng hộ em. Còn ai mà ghét em thì thôi, em cũng không có nói gì. Chứ không lẽ mày nói gì nữa trời. Đây nè, mình là một người ca sĩ, đúng không? Sao nói ngôi đâu. Thì mình làm ơn, mình hát á, ít nhiều gì cái cơ bản nó cũng phải có, mà kêu bằng có kiến thức và có chuyên môn một chút xíu. Bây giờ cái chuyên môn nó không cao đi thì nó cũng phải chấp nhận ở cái mức độ trung bình. Còn cái này trời đất ơi, mình lên mày hát, người ta bỏ tiền ra người ta đi coi. Mình lên mày hát mày nhảy cà tưng, rồi mày hát tào lao mía lao, nhạc nó đánh ở cầu Mỹ Thuận mà mày hát nhạc, mà cái lời mày hát ở cầu Cần Thơ là làm sao, đúng không? Trời đất ơi, nó hát mà nó đâm thùng bể. Hát xong không nhớ lời, cầm điện thoại lên hát. Ủa vậy rồi người ta chấp nhận không? Mình sai thì mình chấp nhận mình sai. Không có, đừng có cãi, đừng có cãi. Đây nè bé Ve, anh nhắc cho em nhớ luôn nè. Bé đang ăn cơm á, là do khán giả người ta nuôi em đó. Cái bộ đồ em đang mặc á, thậm chí là cái quần mà em đang mặc luôn á, là do khán giả cho em đó, đúng không? Em mang danh ca sĩ mà, thì tất nhiên em ca sĩ em có phải có khán giả, đúng không? Chừng nào mày không phải là ca sĩ đi, ta không nói tới mày. Ca sĩ là người của công chúng thì tất nhiên được khán giả người ta bình luận, cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà mình sống làm sao á
để cho cái lượng người mà ghét mình á nó ít hơn cái người mà thương mình, đúng không? Còn giờ dê nhìn kỹ lại dê đi, dê đi tới đâu là dê báo tới đó. Cái lượng người mà thương dê á, nó chỉ bằng con số lẻ của cái người, cái lượng người mà người ta ghét dê. Vậy thì ca sĩ dữ chưa? Trời ơi, mình sai, mình lên mình xin lỗi. Ừ, như chị Lon vậy đó, ok không? Hát nhép, chấp nhận hát nhép. Nhưng hát nhép người ta còn chấp nhận được. Và người ta nói, cái chị Lon chỉ lên chỉ xin lỗi, chỉ giải thích ra, người ta mới hiểu được. Ừ, lý do chị Lon hát nhép người ta càng thương hơn. Còn dê ca sĩ chuyên nghiệp mà, sao nói dốc hạng ba mà. Ừ, sao dê lên dê hát kỳ vậy? Dê hát gì trớt quốc hả? Ừ, dê hát cái gì mà đâu tôi nói mà trớt quốc đến nỗi mà cái môi nó văng ngoài đường luôn. Rồi chưa kể dê cầm điện thoại hát nữa là sao? Trời đất ơi, vậy dê bán vé làm gì? Đúng không? Mình sai, mình lên mình chấp nhận. Ừ, nó hôm bữa đó em bị tới tháng đi, em nói thẳng vậy đi, em đau bụng quá em hát không được. Nó nói vậy, ta vẫn thương. Người ta thấy đâu đó là cái sự thật thà của bé dê. Còn này không có à, nó lên nó biện minh. Không đâu, trời đất ơi, em thấy khán giả vẫn còn thương em đâu. Ừ, thì giờ ca sĩ mà, làm dâu trăm họ mà, người thương người ghét chứ. Ủa, bộ một bộ bộ có mình mày là người dâu làm dâu trăm họ hả? Tại sao tất cả những người khác người ta hát, dụ giờ có chuyện gì đi chăng nữa, người ta sẵn sàng ta bỏ qua, người ta sẵn sàng ta tha thứ. Nhưng mà riêng bé dê đi tới đâu là người ta đòi tẩy chay tới đó. Trời đất ơi, dê phải suy nghĩ tới cái điều đó chứ, đúng không? Dê nói giờ dê sao cỡ nào cỡ dê cũng theo nghề. Trời đất ơi má con lại má. Giờ về nhà hát live stream đi, ừ, bán hàng đi, chứ đừng theo nghề nữa. Báo quá trời báo ơi. Báo luôn anh nghệ sĩ hài Hoài Tâm. Bây giờ em tin, quý bà con mình có tin không? Lên trên các hội nhóm, thậm chí bây giờ vô thẳng cái trang cá nhân của anh Hoài Tâm đi rồi sẽ thấy. Trời đất ơi, ta nói quá trời quá đất, bà con cô bác người ta nhào vô, người ta rầy anh Hoài Tâm. Anh Hoài Tâm là một thần tượng của em nữa đó quý bà con. Tại em khoái coi hài lắm. Chú Dân Sơn nè, anh Hoài Tâm nè. Hoài Tâm mà diễn chung với cô Việt Hương là số 1 luôn. Hay lắm. Nhưng mà giờ sao? Trời đất ơi, người ta vô người ta rầy, người ta la quá trời quá đất. Người ta nói bộ anh không biết con nhỏ này hả? Nhỏ này là nó dành nhà ở nhà ở bên Việt Nam á. Ừ, nó cháu của ông Du Linh. Mà nó ăn hiếp con gái của ông Hoàng. Rồi em hỏi quý bà con mình, vậy ảnh hưởng tới người ta không? Trời đất ơi là trời. Mình sống thì mình cũng phải biết nghĩ cho người ta, nó biết nghĩ cho bản thân nó. Mày là cái đứa kêu bằng đang bị tẩy chay thì làm ơn, đừng có xin người ta đi qua hát họ, hát rồi ảnh hưởng tới ca sĩ người khác. Mình làm vậy rồi mình có nghĩ cho người ta đâu, mà bắt người ta phải nghĩ cho mình, đúng không? Con dê em nói thật với quý bà con á, quý bà con mình coi cái cách nó nói chuyện á, y chang mấy cái đứa mà kêu bằng bán hàng đa cấp vậy, y vậy á. Nói chuyện ra nha, tôi nói thật, ngọt như mía đường vậy, thôi ôi thấy thương lắm. Ừ, ngọt như mía đường mà thường ta nói vậy, mật ngọt nó thì chết rồi, đúng vậy, thật sự vậy. Bởi vậy á, mấy cái người mà kêu bằng mấy cái con rồi đó mà ủng hộ cho nó đó, trời đất ơi, bởi tao nó mê ừ mê đi rồi càng ngày càng tốn tiền. Nội mà cái chuyện mà em nói thật với quý bà con luôn, ai mà thương nó đăng lên bài gì đúng không, hay là nó đăng trên YouTuber của nó đó, người ta khán giả người ta bình luận, quý bà con mình vô để ý đi, nó có bao giờ mà nó trả lời bình luận hay là nó thả tim cho mọi người chứ? Không. Đặc biệt trên Facebook á, quý bà con vô coi đi, nếu mà nó thật sự nó tôn trọng khán giả đó thì ít nhiều gì bây giờ khán giả người ta bình luận mày phải đọc, hoặc là cho người ta một cái trái tim, mình thể hiện cái tình cảm và mình thể hiện cái sự biết ơn dành cho khán giả. Không, nó để yên vậy đó. Vậy thì em hỏi quý bà con mình, nó thương khán giả gì? Nó còn mày đặt giải thích, em không có thời gian, mày làm gì không có thời gian? Bọn mày bận chạy show lắm hả? Nếu mà mày không có thời gian thì mắc gì mày ngồi mày livestream, đúng không? Mà nó ngồi livestream nó bán ba cái gì mà hẹn gì chung với ông sạc bến. Ôi mạnh miệng lắm quý bà con, giờ qua Pháp là mạnh miệng lắm, nói là nói thật với quý bà con mình dữ dội lắm. Ôi đất ơi, đúng không? Nếu mà mày nói mày không có thời gian thì mắc gì mày đang ngồi livestream? Sau cái thời gian đó mày không gọi mày vô mày thả tim cho mọi người đi. Em nói ở đây nè, quý bà con mình vô kênh em coi đi, bấm xuống cái chỗ bình luận á, quý bà con mình coi, tất cả mọi người ai ai em cũng đều thả tim, cũng như là em đọc tin nhắn của mọi người, đọc bình luận của mọi người, để coi tất cả quý bà con cô bác mình đang góp ý cho em cái gì. Em phải lắng nghe, em sai chỗ nào quý bà con cô bác mình chỉ em chỗ đó, em làm để từ từ
em mới hoàn thiện hơn chứ. Ở đây đừng nói ai hay hết trơn á. Hay hay không là để cho tự khán giả người ta bình luận, người ta đánh giá. Đúng không? Còn ve á, nó không có. Nó nghĩ lúc nào á, ở trong đầu nó đó, nó sanh ra trên cõi đời này là phải để cho người ta hầu hạ nó hay gì? Hay là để cho người ta thượng nó, hay là người ta cúng nó hay gì? Đốt nhang quỳ lại nó hay gì? Trời ơi là trời. Nó nghĩ trong đầu nó lúc nào nó cũng là kêu bằng. Hồi em nói thật quý bà con nghe, làm như con ve á. Nó muốn kêu bằng nó là con của cậu Năm luôn quý bà con. Em nói thật á. Nó không có chịu thua chị Lon cái điều gì đâu, em nói thiệt. Nó ganh từ khi mà còn nhỏ cho tới bây giờ. Em nói thật, y chang chuyện tấm cám vậy đó quý bà con. Y chang, không khác chút nào. Mà cái kết cục cho những cái đứa ganh tị mà xảo trá đi qua là cái gì? Thì đó, từ từ đi. Em nói thật quý bà con, từ từ chúng ta sẽ thấy cái trả báo bây giờ đó, kiểu như nó mới có xương xương thôi đó. Nó mới có lai rai thôi mà tôi nói thật muốn đi ăn mài rồi đó. Rồi từ từ quý bà con cô bác mình sẽ thấy này, con ve nó tàn tạ, nó te tua, nó tơi tả luôn cho mà coi. Mẹ con nó không chừng mai chịu đi ăn mài tới nè. Một khi mà tiền phúng điếu đã hết á, thì hỏi quý bà con mình nó sống bằng cái gì? Bán bún bò. Ở bãi bán hủ tiếu bò viên thì ế lên ế xuống. Xô chậu thì xin người ta đi hét. Rồi bày đặt giờ tự tổ chức xô, tự bán ra, rồi tự mình mua vé mình tặng cho người ta luôn. Thì mẫu quý bà con mình, tiền á, tối ngày cứ ra không, nó không vô. Thì một ngày nào đó, nó cũng phải sạch thôi chứ làm sao giờ quý bà con, đúng không? Rồi thì đó là toàn bộ những gì mà em muốn chia sẻ đến tất cả quý bà con cô bác mình. Quý bà con mình nghĩ như thế nào? Hãy để lại cái ý kiến và cái suy nghĩ của quý bà con dưới phần bình luận video cho em và tất cả mọi người đang xem được biết. Cảm ơn và chân thành biết ơn quý bà con mình thiệt là nhiều đã dành thời gian ra mà coi cái video này tới đây cùng với em. Xin chào, hẹn gặp lại.